Thân ái thiên hồ đại nhân là bộ phim cổ tràng ngọt sùng mới nhất 2022 với sự tham gia diễn chính của Vương Hữu Thạc và Lữ Tiểu Vũ. Bộ phim kể lại câu chuyện tình yêu giữa hồ tộc và nhân tộc. Mấy năm trước, hồ tộc xuất hiện một con yêu hồ, nó gây nhiều tội lỗi, thả linh hồn quỷ vương xuống nhân gian, khiến cho hồ tộc và nhân tộc đối đầu lẫn nhau. Trong buổi lễ phi thăng, Kỳ Nguyên Bảo tiểu thư của một gia thế tù giả đã lén chạy ra ngoài chơi đùa. Cùng lúc này, một con hồ lì tên Bích Xuyên sắp được thăng Thiền làm thiền hồ thì lại phát hiện ra một mảnh linh hồn của mình còn sót lại nhân giới. Hắn đi đến nhân gian, thuận theo tung tích, phát hiện linh hồn của mình tiến vào nhân tộc mà Kỳ Nguyên Bảo tham gia. Ngàn năm trước, chính hắn đã dùng một mảnh linh hồn của mình để bảo vệ nàng. Cũng từ đây, hai người bắt đầu những khúc mắc và cùng nhau chinh phục con đường tình yêu. Kênh để cập nhật những thông tin mới nhất. Cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những video tiếp theo.